Cả nhà con gà này mình vớt ra rồi, bây giờ bắt đầu xé khoai trộn với gỏi nha, mình không có chặt nha, mình xé ra mình trộn với gỏi ăn. Chào cả nhà trở lại với kênh Cuộc Sống Ở Mỹ của Thanh Tùng. Hôm nay gia đình bỗng dưng thèm cháo gỏi gà. Giờ đây mời cả nhà hãy vào nhà bếp với Thanh Tùng ha, để chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để mình làm gỏi gà và nấu một nồi cháo để ăn cho ấm lòng với cả nhà. Đây một con gà ta, gà này là gà đi bộ thả vườn cả nhà. Gà này hơn 1 kg, mình rửa muối với nước giấm sạch sẽ hết rồi. Và mình chuẩn bị cho vô nồi luộc nha cả nhà. Con gà ngon lắm. Còn mé đây là hành hương, tỏi và gừng. Gừng mình để nguyên vỏ. Mình đập dập dập cái cục gừng này ra nè, với tỏi nè. Mình bỏ vô nồi nước để mình luộc gà cho nó thơm nha. Đây, phía đây là nồi nước sôi. Mình bắt lên rồi, giờ mình cho gừng, tỏi, hành hương vào. Và cho chút xíu muối vào, luộc con gà nha cả nhà. Đây, cho chút xíu muối vô. Yes. Hấp này vô luôn cả nhà nha. Rồi cho nó sôi lên khoảng 1 phút, 2 phút mình cho gà vô nha cả nhà. Rồi đây bắt đầu nước sôi liu riu rồi cả nhà. Mình cho nguyên con gà vô luôn nha. Tèm 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 cả nhà. Gà này hơn ký, chắc ký rưỡi có cả nhà. Mấy cái mời đó nè cả nhà, cho vô luôn. Những miếng gan, tim gan kèo phổi vậy cho vô luôn cả nhà. Bắt đầu bây giờ mình đậy cái nắp lại để lửa riu riu nha cả nhà, đừng có cho sôi quá nha. Còn phần hành hương này với tỏi và ớt mình bỏ vô máy xay để mình làm nước mắm nha cả nhà, mắm ngọt chua cay nha. Hành hương tỏi mình bỏ vô máy xay nè. Vô máy nha, bấm nắp lại xay nha. Được cả nhà. Đó, hành hương, tỏi, ớt mình xay ra nè cả nhà. Bây giờ mình cho nước ấm vào nha cả nhà. Đó, cho nước ấm vào. Bắt đầu mình cho nước mắm vô luôn cả nhà nha. Xài nước mắm nào cũng được, mắm ngon mắm nhỉ mà cũng được. Bắt đầu tiếp tục cho đường cả nhà, 4 đĩa cà phê đường đi. Ba. Và mình không có xài chanh trái, mình xài chanh dây cho nó tiện luôn cả nhà. Ý mình xài chanh chai cho nó tiện cả nhà nha. Đây là chanh chai, mình có chanh trái thôi, xài chanh dây. Xài chanh chai chứ mình nói chanh dây rồi. Chút xíu bột ngọt vô cả nhà, cho nó dịu thôi. Rồi quậy lên không. Tỏi, hành hương, ớt. Ăn gỏi là quan trọng cái nước mắm cả nhà nha, nước mắm ngon. Mình nêm nếm vừa ăn hợp khẩu vị với gia đình nha, chua chua ngọt ngọt cay cay nha. Còn đây là phần rau găm với rau Huế dạng miếng gấp cá, mình trộn chung, mình rửa sạch sẽ, mình trộn chung để mình xắt nhỏ nhỏ ra để làm gỏi nha cả nhà. Còn đây là bắp cải, mình rửa xong mình bào ra để mình làm gỏi nha cả nhà. Mé đây là một củ hành tây, mình sắc nhỏ nhỏ mỏng mỏng ra để mình trộn chung với gỏi, mình trộn chung để mình lập gỏi nha. Đây là củ hành tây, mình sắc ra mỏng mỏng để mình trộn chung với gỏi. Cái nhà mình sắc ra vậy là đó, miếng miếng vậy, không càng nhuyễn vậy là ok rồi. Còn đây là rau găm, rau giáp cá và mấy cọng rau quế, mình sắc trộn chung luôn cho cả nhà. Đó, ba loại rau mình sắc nhuyễn ra vậy ok cái này.
gạo găm, gạo Huế, gạo Giáp Cát. Còn nồi bên đây là mình do gạo mình bắt lên để mình nấu miếng cháo cho cả nhà. Đồng thời mình lấy cái nước luộc gà, thì mình sẽ cho nước luộc gà vào cái nồi cháo này lên ha. Bắt đầu nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn. Cái gà mình đã luộc chín rồi cả nhà. Bây giờ mình múc nước bỏ qua nồi cháo nha. Thơm mùi củ hành, tỏi nè, gừng thơm lắm. Đây là chén ngò gí và hành lá, lát cháo mình hơi nhừ rồi á, mình cho hành gí ngò gí vào. Mình cho cháo mình nhừ, mình cho hành gí ngò gí vào như cả nhà. Hồi nãy mình luộc gà mình có cho chút xíu bột nghệ vô để cho con gà cái da nó vàng nó đẹp đó. Nên cái cháo nó cũng có một cái vị màu hơi vàng chút xíu, cộng thêm cái mỡ gà vàng nữa nha cả nhà. Đó, ngon quá cả nhà, nước gà ngon thơm phức luôn, nồi cháo cực là ngọt mạnh đó cả nhà. Cái này là đậu phộng lon, cái này là chín rồi giòn rồi, nhưng mà mình bắt cái chảo lên mình gan lại chút xíu cho nó thơm nha cả nhà. Đó, gan lên cho nó vàng vàng lại chút cho nó thơm, mình đâm nhỏ nhỏ mình ăn với gỏi. Cái đậu phộng này mình gian nó vàng vàng nâu nâu hay khét khét chút xíu rồi cả nhà. Đó, hôm nay mình đâm nhỏ nhỏ ra nha. Củ hành này mình ngâm với đá lạnh cả nhà cho nó giòn á. Lát mình bóp với gỏi. Đây là chén nước cốt chanh cả nhà, mình cho chút xíu muối vô. Đó. Rồi cho 2 muỗng cà phê đường. Mình quậy đều lên để mình bóp gỏi nha cả nhà. Cả nhà bây giờ bắp cải với củ hành mình ngâm lít đá mình để lên nè. Đồng thời nước cốt chanh này với chút xíu muối, chút xíu đường nè. Đó, mình đổ vô. Đổ vô đều hết luôn. Yes. Rồi mình trộn lên cho cả nhà nha. Rồi trộn lên. Sao cái này nó mỏng lắm à? Xới xới lên chút xíu cho nó đều. Yes. Cho nó đều cái nước cốt chanh với cho nó thấm nước cốt chanh chút xíu đường, chút xíu muối cho nó gia vị nó vừa cái miếng gỏi vừa ăn cả nhà. Trộn lên rồi đó. Thôi. Da mình cho vô luôn cả nhà. Thường thường Việt Nam mình bán thì mình để gỏi riêng, dao riêng. Bây giờ mình ăn ở nhà thì mình trộn chung luôn nó ngon hơn. Được không? Bán thì khác. Bán thì mình để dao trên mặt, bắp cải dưới. Còn giờ mình trộn luôn cho nó thấm cái nước cốt chanh. Chút xíu muối, chút xíu đường này. Nó dịu dịu này. Ăn chấm với nước mắm ngọt rất là ngon. Bây giờ xé gà bỏ vô luôn. Đó, bây giờ mình quay phim. Bà xã mình xé gà, bóc gỏi. Mình xé thôi, không có chặt. Gà ngon cái này. Gà này mình luộc, mình cho chút xíu nghệ cả nhà. Cái da nó vàng vàng, nó ngon. Bất cứ gà này cũng vậy, mình luộc, mình cho chút xíu nghệ thì tạo cái da nó vàng ôm chút. Mình không cho nghệ cũng được, nhưng mà nó không có được vàng vậy. Con gà xé ra luôn. Thơm quá, thơm quá. Trời, bắt đầu gãi đậu phộng lên cả nhà nha. Đó, mình đâm dập dập vậy rồi được rồi. Đừng đâm nát quá. Đó, cho nó giòn. Sò giấm mì. Gỏi gà, ngon quá cả nhà ơi. Đậu phộng trên mặt. Gạo găm, gạo Huế. Gạo Giáp Cá. Củ hành.
thứ trộn chung, thơm quá. Đặt chút xíu nữa. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video của Thanh Tùng nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Happy New Year. Hẹn cả nhà video mới kế tiếp nha. Bye bye.